Minh Tú rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tam Nông Ký. Thưa quý vị, có thể nói là Tây Ninh là vùng đất của những làng nghề truyền thống, có thể kể đến như là nghề chầm nón lá, nghề may tre đan, nghề trèn. Và những làng nghề truyền thống này cũng đã góp phần vào sự phát triển của kinh tế địa phương cũng như là gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Và nhưng mà trong thời buổi hiện nay thì với những sự cạnh tranh khốc liệt cũng như là sự phát triển của công nghệ thì những làng nghề truyền thống đang đứng trước những sự cạnh tranh khốc liệt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị câu chuyện khởi nghiệp của cô nàng 9X với sự phát triển của làng nghề truyền thống. Và không biết là đó là làng nghề nào, cũng như là cô ấy đã và đang phát triển làng nghề của mình như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nhé. Và thưa quý vị, chắc có lẽ là đến đây là quý vị có thể đoán ra được sản phẩm của làng nghề truyền thống mà chương trình muốn chia sẻ với quý vị là gì rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là làng nghề làm nhang truyền thống ở thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh. Và ngay lúc này đây thì với một cái nắng và những màu sắc rất là đặc trưng của nhang thì Cẩm Thú thấy rất là đẹp mắt luôn. Và ngửi được cái hương thơm tự nhiên từ nhang, đó là mùi quế. Và có lẽ là quý vị cũng đang thắc mắc là không biết câu chuyện của cô nàng 9X khởi nghiệp với sản phẩm làng nghề truyền thống là như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình quý vị nha. Chào Tâm, có thể nói là bữa nay rất là vui vì mà được đến cơ sở của mình để tận mắt chứng kiến một cái làng nghề truyền thống lâu đời của Tây Ninh của mình. Một cái màu sắc rất là quen thuộc luôn và mùi thơm tự nhiên của hương quế nó rất là dễ chịu luôn. Và Cẩm Tú cũng như là quý khán giả cũng đang rất là thắc mắc, không biết là cái quá trình bắt đầu khởi nghiệp của cô nàng 9X này là như thế nào hả Tâm? Thì trước đây là gia đình Tâm làm nhang là cũng mười mấy 20 năm rồi. Nhưng mà trước đó thì mình làm nhang là chủ yếu là mình xe nhang bằng tay thôi. Nhưng mà là do cái khi mà mình xe nhang bằng tay với lại mình đóng gói bao bì để mình giao cho một cái người khác họ đi bán á, thì Tâm thấy trong cái quá trình mình làm như vậy á, mình không có được chủ động trong cái quá trình mình bán hàng. Rồi thứ hai nữa là Tâm thấy nó cũng không có cái thương hiệu cho riêng mình, mặc dù là mình làm rất là lâu rồi nhưng mà cũng không có được một cái thương hiệu nhang là của Tây Ninh hay là của ai. Mà trong cái quá trình mà mình làm Tâm thấy là nó rất là bụi, mà cây nhang là nó không có được đều như vậy đâu nha. Cây nhang nó sẽ có cây to, cây nhỏ, rồi nó rất là nhiều bụi nè, rồi nó nhiều nhân công mà lại ra năng suất không có cao. Thì từ đó thì mới thôi thúc Tâm là đi tìm tòi một cái cách nào đó để mình có thể làm ra được một cái cây nhang mà nó có thể gọi là đều hơn mà năng suất cao hơn. Lúc Tâm khởi nghiệp là cũng còn trẻ đó, 19-20 tuổi. Cho nên là khi mà mình đi ra chợ đó, mình bán hàng đó, thì nó cũng không có được cái niềm tin cao lắm đối với khách hàng. Về suy nghĩ lại là mình làm sao để mà có được cái niềm tin của khách hàng, thì Tâm ấy là xây dựng cái hành trình của mình, là có nghĩa là bây giờ mình trẻ nhưng mà mình mới bắt đầu mình xuất hiện thì đối với người ta là mới. Thì nếu như mà mình cứ hàng tuần mình cứ ghé lại, mặc dù là người ta không lấy hàng của mình nhưng mà mình đi nhiều lần, mình tạo thành cái thói quen cho người ta, thì mình cứ cố gắng mình kiên trì, mình đi vậy đó, rồi dần thì khách hàng cũng quen mặt và bắt đầu có niềm tin trở lại với cô gái trẻ. Còn cái việc mà mình đầu tư máy móc, trang thiết bị rồi cái kỹ thuật đó thì nó có những cái khác biệt gì lớn không? Thực ra về máy móc ở thời điểm đó là đầu tư là tầm khoảng mười mấy 20 triệu gì đó, Tâm nhớ là khoảng như vậy. Thì đối với Tâm đó là một số tiền lớn, không phải là nhỏ. Và mình bắt đầu là từ một máy. Tâm ơi, hiện tại thì thấy là bây giờ là nhang đã trên kệ là sẵn sàng để mà phơi rồi. Hồi mình bắt đầu phơi từ mấy giờ ha? Ở đây là thợ mình bắt đầu làm là từ tầm khoảng 6 giờ rưỡi. Nhưng mà Tú thấy là bây giờ quá là nhiều những cái kệ như vậy, thì mỗi lần mình đi lật trở như vậy hay là mình có cái kỹ thuật nào cho nó đều mà đẹp không? Trước tiên là cái lúc mà cái nhang mà nó mới á, một tiếng đầu tiên á, nó còn hơi ướt ướt á, nó còn nặng chì xuống á, thì mình có thể gõ như vậy. Tú thử nha. Nếu mà mạnh quá thì rớt ngang hết. Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà mình làm cái hai cái này nè, nó trên dưới nè. Là nó sẽ đổ. Cho nên là mình đều hơn á Tú. Nha. Rồi. Đó, mình rung nhẹ ha để cho ngang nó được lật. Rồi nó nhẹ nhẹ. Rồi cái xong tầm khoảng một tiếng nữa cái mình lại trở một lần nữa là mình trở. Mình hốt lại. Mình hốt lại. Cái mình rải. Mình đổi lại mặt khác, mình rải trở lại.
đã được phơi nhang rồi, nhưng mà cũng muốn biết là cái sự thay đổi trong cái việc đầu tư máy móc á, và các công đoạn phía sau nữa là gì. Bây giờ nhờ bạn Tâm sẽ chỉ cho Cẩm Tú cũng như là quý khán giả được biết cái quy trình sản xuất của mình nha. Rồi. Với hơn 12 năm gắn bó với nghề làm nhang truyền thống, từ cách làm cho đến việc lựa chọn nguyên liệu từ các loại giỏ, thân cây có mùi hương tự nhiên, cơ sở sản xuất nhang Vạn Linh Hương mong muốn mang đến cho khách hàng sản phẩm không hóa chất, không gây hại sức khỏe. Bên cạnh đó, với sự kiên trì, ham học hỏi, cộng với sự nhạy bén, nắm bắt xu hướng thị trường, Tâm đã mạnh dạn đầu tư máy móc thay thế phương pháp thủ công để tạo nên những sản phẩm đồng đều chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, đáp ứng đủ được sản lượng theo nhu cầu của thị trường. Để tạo nên những que nhang đạt chất lượng từ các nguyên liệu như bột tùng, quế, đinh hương, kết hợp cùng một số thành phần từ thiên nhiên khác như bột bơi lời, chất tạo kết và tâm tre tự nhiên. Sau khi được lựa chọn kỹ càng, thì quy trình sản xuất nhang trải qua các bước. Trước hết, các loại bột sẽ được cho vào máy trộn đều. Sau đó, người thợ chỉ cần bỏ nguyên liệu đã trộn và tâm vào máy xe nhang là đã hoàn thành cây nhang. Ở bước này, người thợ cần khéo léo vì nhang còn ẩm nên dễ bị dở. Mỗi ngày, máy xe nhang có thể sản xuất khoảng 100 đến 150kg nhang. Tiếp đến là công đoạn phơi nhang như ban đầu bạn Tâm chủ cơ sở đã hướng dẫn. Sau cùng là công đoạn đóng gói. Công đoạn này từ khi được chuyển sang dùng máy thì vừa tiết kiệm được thời gian. Bó nhang được đóng gói đồng đều, đẹp mắt, khắc phục được tình trạng nhang bị ẩm mốc nếu làm không đều bằng phương pháp thủ công. Hương trầm một nén tâm thành, sạch thơm tinh khiết dần quanh tỏa vào. Tâm an và sáng thanh cao, trầm hương báu vật tặng trao cho người. Hương lành thỉnh thấu Phật trời, tổ tiên phúc lộc thọ thời ban cho. Yên lòng đời khỏi âu lo, người vui xuân đẹp như mơ bước vào. Nén nhang không biết từ bao giờ đã đi sâu vào tâm thức của người Việt như một nét văn hóa cổ truyền. Người ta cho rằng nén nhang được đốt lên, khói hương lan tỏa trong không gian như để bày tỏ lòng thành kính, nhớ thương với ông bà tổ tiên của con cháu trong nhiều dịp như đám giỗ, giếng chùa, hay để cầu nguyện những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống. Và có lẽ ít ai biết rằng Tây Ninh là vùng đất có làng nghề làm nhang nổi tiếng nhất tại miền Nam. Giữa nhịp sống hiện đại, việc duy trì và phát triển làng nghề truyền thống nhờ sự nhiệt huyết của những người trẻ như Tâm là điều đáng trân quý. Với họ, đó vừa là trách nhiệm, là niềm tự hào. Tâm ơi, như vậy thì hiện tại đó là mình đang có bao nhiêu dòng sản phẩm về nhang để mình cung cấp và thị trường của mình chủ yếu là ở đâu? Hiện tại thì Tâm đang có 3 dòng sản phẩm là hương quế, và loại này là đinh hương, và một loại tùng trầm nữa. Tâm muốn là phát triển cái sản phẩm này là ngoài cái việc mà để mà thắp nhang để mà thờ cúng hàng ngày, thì coi như là nó cũng là một cái giúp để cho con người ta thư giãn. Thực ra thì cái người tiêu dùng họ lúc nào họ cũng quan tâm đến cái sức khỏe của mình. Nhưng mà cái vấn đề họ làm sao để họ lựa chọn được cái sản phẩm an toàn cho mình, thì đó lại là một cái buộc mình là phải chứng minh, tạo cái niềm tin cho mọi người. Là Tâm có tham gia một buổi triển lãm trưng bày ở Huế, Festival Huế, đó là một cái chương trình lớn. Chắc là Tâm sẽ phải đầu tư thêm máy móc về cái công nghệ mà mình quản lý rồi. Rồi mình phân phối, rồi mình sẽ tìm đại lý để mà mình mở rộng ra cái kênh bán hàng của mình hơn. Quý khán giả thân mến, hy vọng rằng là với câu chuyện về khởi nghiệp của cô nàng 9X với sản phẩm từ làng nghề truyền thống, đó là nhang của Tây Ninh của mình, sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa thông qua những sản phẩm chất lượng đảm bảo sức khỏe đến người tiêu dùng, mà còn giữ gìn được những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng. Và đến đây thì thời lượng dành chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau.